Các học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 4 sách Cánh Diều qua sách và bài tập. Bài 6: Luyện từ và câu, luyện tập về động từ. Bài 1 câu E. Các từ in đậm bổ sung ý nghĩa cho những động từ nào? Gạch dưới những động từ đó. Tin tin. Cậu đang làm gì với đôi cánh xanh ấy? Từ in đậm trong câu này là từ đang. Từ đang bổ sung ý nghĩa cho động từ làm, giúp người đọc hiểu được là sự việc đang xảy ra. Em bé thứ nhất, mình sẽ dùng nó vào việc sáng chế trên trái đất. Từ in đậm trong câu này là từ sẽ. Từ sẽ bổ sung ý nghĩa cho động từ dùng, giúp người đọc hiểu được là sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. Những tính toán của Catherine thật sự hoàn hảo, đã góp phần đưa các phi hành gia lên mặt trăng rồi quay trở lại trái đất an toàn. Từ in đậm trong câu này là từ đã. Từ đã bổ sung ý nghĩa cho động từ góp phần, giúp người đọc hiểu được là sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Rồi kèm lưu ý, đang là hiện tại, sẽ là tương lai, còn đã là quá khứ. Rồi cụ thể, kèm hoàn thành bài tập. Từ đang bổ sung ý nghĩa cho động từ làm. Từ sẽ bổ sung ý nghĩa cho động từ dùng. Từ đã bổ sung ý nghĩa cho động từ góp phần. Bài tập số 1 câu B. Các từ in đậm nói trên bổ sung ý nghĩa gì cho động từ? Đánh dấu check và ô vuông trước ý đúng. Thời gian diễn ra hoạt động trạng thái. Đặc điểm của hoạt động trạng thái. Mức độ của hoạt động trạng thái. Sự vật có hoạt động trạng thái. Rồi các em biết là các từ in đậm là từ đang, từ sẽ, từ đã. Bổ sung ý nghĩa về thời gian diễn ra hoạt động trạng thái. Đang là hiện tại, sẽ là thời gian trong tương lai và đã là thời gian trong quá khứ. Như vậy các em chọn ý thời gian diễn ra hoạt động trạng thái. Chúng ta có thể hiểu được là cái hoạt động trạng thái này diễn ra vào thời gian hiện tại hay là thời gian trong tương lai hoặc là thời gian trong quá khứ. Bài 2. Đọc truyện vui dưới đây, gạch bỏ những từ dùng sai hoặc thay các từ ấy bằng từ phù hợp. Tức là các em gạch bỏ những từ dùng sai. Nếu cần thiết thì các em có thể thay các từ ấy bằng từ phù hợp, còn không cần thiết thì thôi. Được chưa? Rồi, bò ăn cỏ. Khách: sao bức tranh này không có hình gì thưa ông? Họa sĩ: bức tranh đó vẽ một con bò sẽ ăn cỏ đấy ông ạ. Từ sai ở đây từ sẽ. Chúng ta gạch bỏ từ này. Và có em thêm từ đang. Có em thêm từ đang. Tức là bức tranh đó vẽ một con bò đang ăn cỏ đấy ông ạ. Nếu chúng ta thêm từ đang thì chắc chắn là sẽ bị vị khách này vặn lại. Đang ăn cỏ tức là con bò chưa thể đi đâu được, chưa thể bỏ đi đâu được. Cho nên trong trường hợp này chúng ta không thêm từ đang. Bức tranh đó vẽ một con bò ăn cỏ đấy ông ạ. Khách: tôi có thấy cỏ đâu. Họa sĩ: con bò đang ăn hết rồi thưa ông. Từ sai là từ đang. Chúng ta thay bằng từ đã. Con bò đã ăn hết rồi thưa ông. Sự việc đã xảy ra rồi. Được chưa? Khách: thế con bò đâu. Họa sĩ: thưa ông, con bò không đời nào đứng ì ở đó sau khi sắp ăn hết cỏ. Thưa ông, con bò không đời nào đứng ì ở đó sau khi đã ăn hết cỏ. Được chưa? Bài tập số 3 là các em viết đoạn văn kể về một giấc mơ đẹp của em, gạch dưới các động từ em đã dùng trong đoạn văn đó. Rồi phần này các em có thể viết đoạn văn kể về một giấc mơ đẹp của mình. Em đã có giấc mơ đẹp nào? Thì các em có thể viết một đoạn văn và kể lại, chia sẻ cho thầy cô và các bạn. Ở đây thầy giáo ví dụ các em tham khảo đoạn văn sau. Em rất thích vẽ tranh. Từ lâu em đã ấp ủ mơ ước trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Trong giấc mơ đêm qua, em rất hạnh phúc khi ước mơ đó trở thành hiện thực. Em đi khắp mọi nơi, vẽ những phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, vẽ làng quê với cánh đồng lúa và dòng sông thơ mộng, vẽ những người nông dân chịu thương chịu khó vất vả một nắng hai sương,
để làm ra những hạt gạo nuôi sống con người. Em hạnh phúc hơn khi những bức tranh đó được mọi người trên thế giới biết đến, họ thêm hiểu, yêu mến con người và đất nước Việt Nam. Rồi trong bức tranh này, các em gạch dưới động từ em đã dùng. Thầy giáo ví dụ như là động từ vẽ, động từ ấp ủ, động từ trở thành, động từ đi, động từ làm, động từ biết, động từ yêu mến. Rồi các em tìm được những động từ nào nữa thì các em gạch thêm vào nha. Bài học hôm nay đến đây được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.